Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với dự án đường trên của Sacha, lại một giáo án chăn đồ siêu đầy lẻ nữa của Sacha, và ngày hôm nay sẽ là kèo đầu giữa chăn đồ cùng với Fiora anh em nhá. Ngọc tái thờ thì anh em cứ xem như trên màn hình và để xem ngày hôm nay cái giáo án chăn đồ đầy lẻ của Sacha sẽ ăn được bao nhiêu công trình của đối phương nhá. Let's go. Ok, chăn đồ nhịp độ chết người có băng theo tàn phá hủy diệt. Không cần cậu tốc độ đánh ở nhánh dưới. Và meta này thì vẫn cứ tam hợp búa tiến công mà đóng tới thôi anh em. Cứ thế mà đi đẩy lẻ thôi. Game đấu này thì diễn ra ở một lobby với mức rank tầm bạch kim kim cương. Cao nhất thì là kim cương 3, bạch kim 2 là mức rank thấp nhất cái lobby này. Và top bên phía bên kia là một con Fiora cầm dịch chuyển, quyền năng bất diệt chứ không phải là Fiora thiêu đốt. Nó cũng phần nào đó bớt đi những áp lực đầu trận dành cho con Shadow của Sao Cho Mừng. Yo 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 anh em ơi. Lần gần nhất mình làm về con Shadow của Sao Cho Mừng thì đó là một game đấu mà Sao Cho Mừng farm được 10 trụ của đối phương và tự tay kết thúc nhà chính đối phương luôn. Team gọi là đánh cực kỳ chill, đi bộ vứt dâu. Vì có bao nhiêu mạng thì có bao nhiêu trụ đối phương thì con Shadow này nó phá hết rồi. Yo. Khởi đầu là một cái kiếm Doran cùng với một bình máu anh em nhé. Cấp 1 thì chỉ có thể nâng Q thôi. Q của Chandle nó cho Chandle thêm một tiếng reset vào đánh tay này. Nó cộng thêm 20 đam tay dành cho Chandle trong một khoảng thời gian nhất định. Và nó lấy đi 10 đam tay của đối phương. Đó, cấp độ 1 có kỹ năng gì nó rác như vậy thôi anh em. Hiện tại sát thương tay là 87, cắn Q lên một cái nó lên tầm 107 sát thương tay. Và cái tốc độ đánh đến từ con Chandle hiện tại là 0.69. Nó tích nhịp độ lên nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Và những cái chỉ số như vậy đầu trận thì những con như Fiora sẽ rất khó để solo 1-1 lại. Chỉ có thể đánh nhấp nhà giả dích cấu gì ở bằng quy thôi. All in chắc chắn là không lại. Vừa là thua ngọc bổ trợ, vừa là thua chất tướng nữa. Nhưng mà đến tầm level 2, level 3 thì nó sẽ khác à. Level 3 thì Fiora bộ kỹ năng 3 skill của nó sẽ có sát thương nhỉnh hơn. Và cái W của nó counter rất là nặng con trong đầu tốc độ đánh này. Nhưng để xem là xử lý cấp độ 1 thì Fiora sẽ xử lý như nào nhá. Rừng của mình là một con Fiddlestick thì cũng hơi khó ganh sớm một chút. King of Throne. Ngồi phân tích tướng nữa ông. Một tiếng cắn quy trả lại, một tiếng quy đến từ Fiora điểm yếu quá xấu cho Fiora. Cắn quy lần 2, 107 đam tay tiếp tục đánh tay, phun số nhịp độ rồi đánh tay, quy đánh tay. Fiora tốc biến và sao cho quyết định không tốc biến theo trên tình huống này. Nếu như tốc biến theo quả vừa rồi thì sát thương sẽ có thể là đủ vì lượng đam tay lúc đó đang là con số hơn 100 anh em nhé. Nhưng mà quyết định đánh an toàn. Lấy được tốc biến đối phương và giật về farm tiếp mà thôi. Qua tưởng tượng đến pha đó tốc biến lên thì cái góc di chuyển của Sacha để về lại lane nó rất là xa. Gần như sẽ phải đi vào cái cỏ chạc 3 đường trên đối phương. Và sau đó đi về lại sông và sau đó trở lại khu đường trên. Thì đó là tình huống sẽ rất mất thời gian để reset way. Và đối phương chắc chắn sẽ dịch chuyển trở lại ở trạng thái phun máu. Nó đánh không nổi. Way không được reset thì solo xong cũng sẽ hơi lỗ. Quyết định là giữ lợi thế bằng việc lấy tốc biến mà thôi. Fiora cố dưới lên 2. Tiếp tục đánh tay đối phương Q. Sao cho bật sẵn cái Q nhưng không cắn Q kịp rồi. Cắn Q vào lính vẫn có đam tay cộng thêm anh em nhé. Tình huống đánh tay thì bị đối phương phản đòn nhưng Fiora vừa mất W. Fiora vừa mất W và sao cho mừng đang cố gắng đẩy đường. Thậm chí cắn Q để đẩy đường luôn. Cấp độ 3 thì quyết định là cộng 1 E chứ không phải là cộng 2 Q 1 W. Và tiếp tục đẩy đường chậm vào. Fiddlestick đang có mặt tại khu sông trên rồi. Cắn Q trả lại W đánh tay. Giữ cộng băng đánh tay. Đánh tay. Tốc hành lao lên đánh tay. Q dứt điểm. Không hồi kịp phản đòn tới từ Fiora. Fiora cấp độ 2 dùng phản đòn hết sức ngớ ngẩn. Và sau đó thì bị solo kill bởi Sao Cho Mừng. Đây. Tình huống solo kill này nó sẽ dễ reset way hơn này anh em này. Một vị trí solo kill xong vẫn có thể reset được way và về nhà với một tân lính đẹp. Một tân lính đã reset trong trụ, đối phương chắc chắn sẽ là một tình huống dịch chuyển lên đón big wave và sau đó sẽ có một wave lính tràn ngược trở lại. Fiora xong wave này đón wave sau là sẽ về anh em nhé. Thì Sao Cho Mừng sẽ cố gắng về nhà bổ sung trang bị và sau đó trở lại khu đường trên nhanh nhất có thể để đóng băng lính. Nếu lên đủ nhanh thì đối phương sẽ không reset wave kịp. Ôi quyết định mua cái gì đây? Với 700 tiền mà không quyết định mua thủy kiếm à? Mua nước mắt sớm được đóng thêm cả một cái lưỡi há để farm rất chiêu khu đường trên. Nếu mà mua thủy kiếm thì những pha chơi hit ngắn hạn, nếu mà Fiora Q lên ăn một Q của Chandle kiểu gì cũng lỗ máu này các bạn, lỗ nặng luôn đó. Cái Q nó cắn có thể đang thủy kiếm đang kỳ giác. Bây giờ lên kịp cùng đợt lính rồi anh em ơi. Đóng băng đợt lính này lại là Fiora mất CS này. Bây giờ Fiora ở lại thì không thua level nhưng mà thua trang bị. Cắn Q lấy một tí máu đối phương. Nhưng mà với cái nước mắt này thì
Đam cộng thêm nó sẽ hơi bé một chút, chỉ có thêm đam đi từ lưỡi hái mà thôi. Rồi, Phil ra Q trượt ha, sao nữa? W đánh tay, Q đánh tay, có vị trí của Fiddlestick tới. Một tình huống e xịt đến từ Fiddlestick nhưng mà sao cho vẫn đánh tay và Q liên tục vẫn có Fear. Một mạng dễ dàng với một chút sự hỗ trợ đến từ rừng. Cái wave này là cái wave mà Phil ra bắt buộc phải về anh em nhé. Thực ra thì máu đấy ở lại cũng được nhưng mà phải đánh rất là hèn và chờ cái đợt lính nó đẩy vào trong trụ. Sau đó thì nó đẩy người trở lại mới farm được hoặc là kêu rừng lên. Chứ cái wave mà bị sao cho bưng reset trong trụ nó một big wave như vậy thì kiểu gì cũng sẽ là wave cao. Wave cao không có rừng cover fit đầu lên gank cái dễ dễ luôn anh em. Cái là tương tác wave khu rừng trên thôi anh em à, đánh dựa trên cái thế lính. Một tình huống có mạng dành cho Sochamung, mạng thứ hai và thậm chí là vẫn ở lại khu đường trên được vì máu chẳng mất đi bao nhiêu cả. Tàn phá hủy diệt cùng với những cú cắn quy mang lại một lượng sát thương đủ lớn, dựng cọc băng ra nhưng mà đối phương quy lên để ăn con xe. 1.000 tiền rồi, về thôi anh em ơi. Để xem đồ mang ra đến từ Sochamung sẽ là gì, có thể là một trường, một hai trường kiếm và một giày thường hoặc là thủy kiếm luôn. Thủy kiếm giày thường cũng được. Thủy kiếm ha. Thủy kiếm và trường kiếm luôn, đủ tiền luôn. Tầm này lượng sát thương nó đã quá lớn rồi. Cũng không cần phải lên chống chịu nhiều trong khoảng thời gian ban đầu vì cái tam hợp nó đã có chống chịu, búa tiến công cũng đã có chống chịu. Và quan trọng là ở cấp độ 6 thì con trai đầu có cái chiêu cuối nó chống chịu cũng là tương đối. Là không cần phải lên đồ thủ sớm ha, không cần phải lên giày 2 sớm. Hai mạng dành cho Sochamung rồi, cánh dưới thì đồng đội cũng có một thế trận không đến mức quá khổ. Lát hit dưới trụ, cố gắng lát hit dưới trụ cái turn này nha. Fiora có level 6 trước. Nhưng mà Sochamung thì sẽ hơn kinh nghiệm khoảng chừng nửa cây. Lát hit xong cái turn lính này chắc là lên được tầm 6.3.4 gì đấy. Với trận đồ thì việc ăn lính dưới trụ nó không phải là quá khó. Và tầm này Fiora về thì để xem Sochamung sẽ đẩy vào để ăn khiên trụ hay là sẽ đóng băng đây. Quyết định đến từ Sochamung là đóng băng rồi. Đóng băng và để cho Fiora mất lính. Đẩy vào thì nếu mà đẩy đến trụ thì chắc đối phương ra tới nơi rồi. Ai farm chiêu chiêu ha, tốc hành sắp hồi lại rồi, tốc hành tốc biến có sẵn rồi. Tầm này mà Nida lên đứng trên thì tôi nghĩ là con Shadow nó gõ chạy không nổi. Nó dựng cọc băng lên, nó tốc hành, nó gõ là con Nidalee lúc này chưa level 6. Nhiều khi là bị chết mà Fiora không làm được gì luôn anh em. Boss đang có đánh nhau khá căng rồi, Fiora đây rồi. Mặc dù đóng băng nhưng đối phương đã reset wave trong trụ thì nó sẽ thành một wave như thế này trở lại để Fiora có thể đón lính. Nhưng mà đón lính an toàn thôi, PK thì không có cửa. Ôi, Nida có mặt, tình huống phóng lao trúng nhưng dám nhảy vào hộ cái. Nida cố dướn phá con mắt, bị dựng cọc băng đánh tay, Quy đánh tay liên tục, chiêu cuối luôn, tốc biến theo đánh tay, mày đi, cắn Quy. Phil ra không làm được gì anh em ạ, không làm được gì. Quá là coi thường sát thương từ chân đồ rồi, đây là con chân đồ xanh với 200 KD chứ không phải thọt đâu. Tình huống Nidalee chơi dại rồi. Một mạng cho Sochamung, hơi tiếc một chút là tình huống vừa rồi thì Sochamung lại không ăn được cái bùa nào của Nidalee cả. Chứ tầm này mà Nida fix cái mạng vừa rồi mà có thêm cái bùa đỏ dưới chân thì con Shadow làm bố anh em ạ. Điểm yếu đẹp này, lao lên kích đổi Q không bạn. Đối phương phản đòn điểm yếu, cắn Q mặc dù bị làm chậm tốc độ đánh và cái animation của Q nó hơi lâu nhưng vẫn cắn được. Vẫn cắn được, có thủy kiếm anh em nhé. Đây, một cú Q 200 sát thương ha. Fiora Q điểm yếu cùng với quyền năng và thủy kiếm các kiểu nhưng mà đam sẽ không được bao nhiêu cả. Chỉ là pha này, pha Sochamung đang bị thua chiêu cuối nha. Một pha đánh tay, Quy đánh tay đến từ vị trí của Fiora bị dựng cọc băng. Nhưng mà đối phương còn chiêu cuối, còn kỹ năng nữa. Thôi, an toàn anh em ơi. Cẩn thận bị shutdown nha. Không đánh nha. Về. Tôi nghĩ cần thì về thôi. Nếu mà về thì chấp nhận mất tương đối nhiều lính quay này đấy. Mất tầm, chắc là 3-4 con gì đấy trở lên. Nida xuống dưới nhưng Fiddlestick có một tiếng mai phục sẵn và phản công thành công nhưng mà đối phương có một mà gỡ gạc do tiếng phóng lao đến từ Nidalee. Brand yếu và đã phải lên bảng đếm số rồi, tình huống sẽ là 2 đổi 3 khu vực đường dưới, vẫn ổn. Vì tôi này không có xe nên sao cho mình quyết định ở lại thêm một nhịp nữa để đón lính, đỡ phí lính. Tầm này thì Fiora cũng không dám bước vào trụ để băng trụ hay solo kill gì cả. Máu hồi lại sau tình huống farm lính là tương đối nhiều, cái nội tại của Trundle thì nó có khả năng phục hồi. Nó cứ giả dích như vậy. Lính chết xung quanh nó sẽ hồi lại máu thôi. Nó không sợ Fiora. Và chắc là cũng muốn về nhà với một ngưỡng trang bị nó nhỉnh hơn một chút cho lần ra đường tiếp theo. Quả này thì tàn phá hủy diệt ăn một khiên trụ rồi về hay như nào nhở? Thôi về anh em ơi. Fiora tầm này đến trụ 2 rồi đấy. Đến trụ 1 luôn rồi đây này. Ba mảnh tam hợp kiếm cùng với nước mắt và lưỡi hái được khoảng chừng
30 à nhầm, 54 số. Để xem là ngưỡng sức mạnh này thì solo với Fiora đã ngon hay phải chưa. Tất nhiên Fiora thì không có nhiều khả năng để solo 1-1 lắm. Nhưng mà cái lane này Fiora vẫn farm rất tốt anh em nhé. Nó cầm TP nó farm bằng sao cho mông luôn này. Chết hai mạng nhưng farm vẫn rất ác luôn ạ. Nidalee thì trong tình huống xuống khu đường dưới nó đã vét được khá là nhiều mạng, với hình như là 3 mạng là cũng vét được. Nó cũng xanh rồi nha. Tình huống này cân 2 đều phải là hơi căng này. Tình huống này cân 2 không được. Vì hết spell rồi, nhưng mà solo 1-1 thì Fiora cho xin cái tuổi. Fiora kích chiều cuối chạy ạ, liên tục vào đầu. Nhưng mà cắn quy vào cái đứt Fiora mất rồi. Fiora kích đại thử thách, nhưng mà sao cho mừng tung chiều cuối gõ tay phun số nhịp độ. Đối phương tốc biến chạy, sao cho mừng đang cố gắng đi bộ theo quy nhưng mà quy không tới tầm rồi. Kể cả phun số nhịp độ vẫn là không tới tầm. Nhưng mà tình huống 4 điểm yếu đến từ Fiora, solo vẫn thua hả rồi. Quy lên, dám quy lên, dám quy lên. Cắn và cắn. Cắn gõ các kiểu. Solo kill. Một tình huống mà Fiora kích 4 điểm yếu đại thử thách vẫn solo thua các bạn ơi. Vẫn solo thua. Con channel đấy kích chiêu cuối nó hút máu lại cũng là cực kỳ nhiều và cả hai bên đều không bên nào có giảm hồi máu cả. Nếu như có giảm hồi máu đánh cái kèo này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều anh em nhé. Rồi, tầm này thì tàn phá hủy diệt ăn khiên trụ trước khi Fiora dịch chuyển trở lại. Và dư tiền tam hợp luôn rồi. Fiora dịch chuyển trở lại ha. Bên kia thì rừng đang gặp một chút khó khăn khi mà đang ăn dở sứ giả thì bị rừng đối phương ra hỏi thăm sức khỏe. Ôm nhiều tiền không đánh được, về phít đồ ơi, về có gì về farm đá đi. Đừng đánh nhá, về farm đá tí đi, tôi về sách tam hợp ra đánh nhau sau. Đó, đang cố gắng gọi là giao tiếp với đồng đội. Ngon luôn, 4-0-0 rồi các bạn. 4-0-0 và đã có tam hợp kiếm, tập này nó cắn trụ thì thốn đừng hỏi, đừng dưới. Có vẻ hơi lủng rồi ha. Cung ánh sáng đến từ Eri rồi lại trượt. Lại là một quay đẩy cao tới từ Fiora này. Nico xuống dưới bot không biết là có ganh được hay không. Quay này thì Fiora thôi thì chấp nhận bỏ hai con là về đi không. Ở lại làm gì đây. Rồi từ nhà đến trường. Kích tốc hành lên cắn quy như đối phương phản đòn. Không lách được phản đòn, bị làm chậm một chút nhưng không sao. Tiếp tục tốc hành lên cắn quy tiếp. Từ nhà đến trường cắm mắt đánh tay phun số nhịp độ. Mày quy đi đâu. Như đối phương bắt đầu kéo cả Corki lên với gói hàng ạ. Lách giật ngược trở lại, cắn nhầm vào lính rồi. Cắn quy nhầm vào lính nhưng có R hồi kịp rồi. R lấy tí máu sau đó thì đang quá lách lao đối phương dựng cọc băng hay là quay lại cắn luôn nhỉ. Đang lách kỹ năng W chạy. Dựng cọc băng chạy thôi anh em ơi. Corki lướt thảm lửa Valkyrie lên mid. Đâu rồi, mid đang ở nhà đi ra. Trời ơi. Né Big Bomb, né lao. Hà thông. Ua chào. Chứ cái này dạo chú lại là. Nhiều quá. Nai trai. Tí nữa thì sống anh em ạ. Tập này có thể mua thêm cái giày bạc đi để lẻ nhờ. Lên bù tiến công. Giày thì không biết là lên giày gì. Tí nữa thì sống anh em ạ, bị shutdown mất rồi. Nida với Corki dí hơi ác. Quả cắn Hà Thông đổ thì đối phương vẫn kịp cắn quy dạng báo nên là nó vẫn đủ sát thương. Bị sát đào lần đầu tiên ván này rồi. Fiora bên phía bên kia thì ngộp. Fiora farm rất là tốt đấy chứ. Không phải là một Fiora farm quá tệ nhưng mà căn bản là kèo này thì đánh đến đây là bị out đồ vì thua quá là nhiều lần solo kill. Rồi trở lại đường trên tiếp tục farm tiếp. Tình huống dựng cọc băng nhưng mà đối phương không quy vào trụ. Quả đấy mà Fiora quy vào trụ bị cọc băng đấy là chết luôn đấy anh em nhé. Sát đào thành công Nidalee. Một tín hiệu vui đến từ Nico. Nico cũng là khá xanh. Lên chơi bro, cho bạn quy này. Đối phương phản đòn điểm yếu luôn ạ. Fiora biết chơi ha. Đánh tay đứt. Đánh tay quy. Phun số nhịp độ. Đám xương xương, Fiora mất nửa cây. Nghĩ Fiora chắc là về rồi. Tầm này chưa về đi, còn dướn ở đây làm gì đây. Trụ này nhắm là giữ được không? Đánh tay nhầm vào Fiora rồi tàn phá hủy diệt cắn quy cái nhở. Ok. Nhấp nhả một nhịp lấy máu trụ sau đó đi ra. Cắn quy Fiora một cái, hai hit từ trụ ở trang đây, một hit từ trụ mà thôi, dựng cọc băng nhưng không deny được xe rồi. Bật W lao lên để đánh lính hồi máu. Hút máu lại là cực kỳ nhiều tới từ nội tại. Nhấp nhả cắn quy đối phương nhưng mà Fiora không để sao cho băng quy. Căng nha. Cắn quy một đòn lấy được W đối phương sau đó đi ra rồi. Một quy nữa mà thôi, không cần đến chiêu cuối, để chiêu cuối lại để cân Corki với cả Nida nếu nó lên. Đánh khó chịu thật sự. Bet skill trước anh em ạ. Bet cho con Fiora dùng skill trước rồi băng trụ sau. Đây là một tuyệt chiêu mà anh em có thể học tập. Đừng băng trụ khi đối phương vẫn còn nhiều tài nguyên đến như vậy. Nhấp nhả lấy skill đối phương trước. Đối phương hết skill quan trọng. Băng trụ sau.
Tập này giết Fiora không cần chiều cuối luôn rồi. Fiora thì quá là trầm cảm. Nốt tân sau, hy vọng là đợt lính sau thì nó có con xe to ha. Đợt sau mà có con xe to kích được số lưỡi hái là ngon luôn. Nida bị lộ cánh dưới anh em ạ. Nida bị lộ ở tại khu vực bùa xanh nhà sao cho mông rồi. À, tập này farm thêm con cóc, hút thêm tí máu. Nhưng mà way top thì không đón được Fiora ra rồi. Farm sói à. Farm rừng chứ không phải là tình huống về nhà bổ sung trang bị hay là ra mid. À nhầm, ra ra land để pick way. Vẫn còn 7 số lưỡi hái nữa nha anh em nhá. Kích xong 7 số bán luôn cái lưỡi hái này là đủ tiền lên đầu 2 luôn á, lên cái búa tiến công luôn á. Boss thì đó, có double kill dành cho vị trí của Nico trong tình huống mà Brand lên bả. Đang phân vân sân lên cái gì, lên búa tiến công hay là lên búa tiến công để có thêm đam trụ và có thể chống chịu. Nhưng mà lên cái tia mát và lên mãng xà thì lại có thêm phát này solo 1-1 cắn quy vào. Ôi ơi, cắn quy vào cái đúp Fiora, R như cũng R vào đúp rồi anh em ơi. Hình như R vào cái W Fiora rồi. Thôi, Fiora quy vào đây, quy vào đây. Ế. Nhưng mà không được anh em à, phát này một hit từ trụ nữa may ra mới có thể solo kill ngược lại được. À, dùng R nhầm vào cái W Fiora rồi anh em ơi. Nó còn không hút chỉ số nữa đúng không anh em? Hình như là nó không hút chỉ số luôn á, điểm yếu quá xấu rồi, dựng cọc băng lên. Fiora quy lên. Đối phương vẫn còn phản đòn. Tiếp tục bết quy của Fiora này. Đối phương còn W nha. Bết cái W đối phương đi, một pha W R tới từ Fiora. Ok. May quá là dừng lên cứu một tên. Đỡ mất cái tốc biến anh em ạ, để cái tốc biến pha sau để lẻ anh em nhá. Quả vừa rồi bết bằng tốc biến thì cũng được nhưng mà nó hơi phí tài nguyên thôi. Fiora cay lắm rồi. Hút máu lại từ đợt lính 3.000 mốt tiền. Đốt xong số lưỡi hái rồi. Nếu mà có được cái kiếm Mana Moon thì nó sẽ không gặp vấn đề về năng lượng và sát thương của nó vẫn rất lớn. Có Tiamat thì đẩy đường nó cũng không tốn nhiều tài nguyên nữa đâu. Chỉ là đánh tay với cắn quy Lolo W một cái thôi. Để xem sao chơi sẽ lên gì đồ 2 nào. Rất là quan trọng đấy nha. Lên dìu mãng xà. Lên thêm tí máu. Máy quét luôn. Lên mãng xà đẩy đường thì ngon rồi. Hút máu lại cũng nhiều. Vì có trao đổi sát thương của nó chỉ đến từ những đòn đánh tay và quy thôi các bạn. Mà đánh tay và quy thì nó đều được tính là những đòn đánh thường. Mà đánh thường thì nó sẽ được hưởng lợi từ cái hút máu của mãng xà. Mãng xà thì bây giờ nó chuyển thành hút máu từ phiên bản chỉnh sửa gần nhất rồi. Nó không còn là hút máu phép giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa hút máu phép thì những con như Gangplank các thứ nối thùng hút máu rất là phê. Nhưng mà bây giờ nó sửa lại. Quá là idle. Tầm này Fiora không có cửa đánh với con trao đổi hai trang bị lớn. Búa dìu sát thần, thậm chí bây giờ Fiora còn chưa kích xong số lưỡi hái nữa. Và sao chơi sẽ tranh thủ cướp con cóc này trước khi di chuyển ra pick way lính ở khu vực đường trên. Hit and run lên cánh trên rồi, quét thấy Fiora rồi này. Hit and run lên cánh trên để bắt con Fiora của pick way, cắm mắt ra. W cắn quy làm chậm đánh tay. Đối phương dựng chiêu cuối chạy, cọc băng lên nhưng đối phương quy chạy thì thôi, không dí nữa. Lấy được chiêu cuối Fiora đã là một tình huống tốt rồi. Tại sao tôi nói tốt? Bởi vì lấy được chiêu cuối Fiora thì nó giảm đi những áp lực trong việc dừng lên gank. Dừng đối phương lên gank mà không có chiêu cuối Fiora thì chắc chắn là thiếu đam. Sẽ bị con trao đổi cân 2 mà thôi. Bây giờ vào cướp bùa xanh hay như thế nào nhỉ? Cắn quỳ có Vayne à? Ôi con Vayne thì hơi căng anh em ơi. Vayne thì hơi căng, kích chiêu cuối vào người của Vayne và sau đó thì bỏ chạy. Nếu là Nidalee thì nghĩa là cân 2 được. Vayne thì nó sát thực chuẩn, các kiểu hơi mệt. Rút lui cho nó an toàn. Và những con như trao đổi thực ra là rất ngại Vayne bởi vì sao? Lù đù lù đù thế này vào nó e cho một phát vào tường thì đúng là chiêu cuối hút bao nhiêu chống chịu cho nó vừa sát thực chuẩn đấy anh em. Thôi an toàn anh em nhé. Cần đồng đội lên hỗ trợ tầm nhìn cánh trên một chút vì đang không có tầm nhìn mua mắt kiểm soát không có. Full slot không mua được. Trên người cũng cầm máy quét chứ không phải là mắt vật tổ hay là thấu kính các thứ nữa. Mất sứ giả luôn cho tình huống swap lane tới từ Vayne. Thôi thì Vayne luôn luôn lên top thì bot ăn trụ đi ha. Mít mấy cái trụ rồi, không biết lý do tại sao mít mấy cái trụ chắc là mất sứ giả, mất trụ luôn đường trên. À nhầm, đường giữa. À, Nico ramming quá nhiều. Đánh nhau đường dưới diễn ra rồi, Brand bung skill nhưng Ezreal lại quyết định về. Cocky cầm thảm lửa Valkyrie xuống và quyết định về là quyết định hợp lý khi mà Brand đang là người kẹt lại sau khi không về. Không về thì chắc là bị Nidalee gánh chết rồi. Nhưng mà đường trên hãy xem con trận đồ đẩy đường anh em nhá. Tầm này hai đồ đẩy đường không mất máu. Cũng không tốn quá là nhiều tài nguyên bởi vì có sát thực lan đến từ mạng xà. Brand đi rồi. Dòng nguyên tố đang sẵn sàng, dừng đối phương lúc này là ngủ đường dưới luôn rồi. Nidalee không muốn lên trên nữa rồi. Sát thương lan bắt được giáp cốt của Fiora. Bật W cắn trụ.
sát thương lên trụ nó không lan sang người nên là ôi trụ mất máu nhiều quá. Fiora kích điểm yếu, đại thử thách một điểm yếu duy nhất sau đó bỏ chạy mà thôi. Sự bất lực tới từ Fiora trong việc nhìn cái trụ của mình bị con chăn đồ nó hấp diêm. Giờ làm được cái gì anh em? Chịu à? Không làm được gì hơn trước một con chăn đồ sát thương lên trụ là quá nhiều. Về nhà đóng búa tiến công nhưng không đủ tiền, quyết định mua giày thép gai cho nó an toàn ạ. Thôi được rồi, Ezri không đẩy được bot đâu bạn ơi. Tầm này không có trụ phía sau thì ra mid đi, đứng farm một trụ hai nó rất là thiệt. Có cái lúc mình này căng vậy, lúc mình này bạch kim kim cương mà sao có Koki farm 180 CS kia. Ác à. Cái Koki đang farm rất là ghê và gánh team hơi bị khủng ấy nhỉ. Sau đó thì Chandle của Sachemon tiếp tục đẩy lẻ khu đứng dưới, bỏ mặc thế sự. Sống chết mặc bay. À pha này tính vào xin bùa xanh của Fiddlestick à. Để xem Nidaa có cướp hay không nhá anh em nhá. Cầm bùa xanh thì đẩy lẻ nó rất là dễ rồi nhưng mà tôi nghĩ là không cần thiết bởi vì nước mắt nó cũng đã bổ sung năng lượng tương đối đáng kể. Nếu đối phương đánh pha này nha, nếu đối phương vào cướp bùa xanh pha này, ôi mất W tới từ Nidalee bị fear rồi, bị cọc băng và không tiếp cận được hạt thông nổ. Hạt thông nổ xuống đâu đây, tốc hành và sau đó là một tiếng hạt thông nổ chạy đi đâu. Fiddlestick gồng chiều cuối, Nidalee nhảy sang bên phía bên kia bụi cỏ, sau đó hạt thông nổ bỏ chạy. Ây à, chạy cũng nhanh á. Nó bung flash ra nó chạy rồi, có Fiora ở đây và đây PK không? Biết sao cho mà không có chiêu cuối nên Fiora cạ nhẹ một nhịp, hút máu lại mấy hồi. Có Lulu búp phía sau, lại là một pha đứt R đến từ vị trí của Fiora. Nhưng mà đứt R có Lulu búp thì lại không trúng và sau đó thì sao cho mà đi về được. Chiêu cuối sao cho mà sẽ hồi rất là nhanh anh em nhé. Là không có vấn đề gì cả nhưng mà Nidalee vòng ra phía sau chiêu cuối chưa hồi thế này thì nên flash chạy hay gì đấy thôi. Con Fiora phản đòn cái cọc băng ạ. Hên nhờ. Nó phản đòn chỉ để làm chậm sao cho Mông thôi nhưng mà vô tình đúng cái thời điểm sao cho Mông dựng cái cọc băng hất tung ạ. Đúng cái thời điểm mà dựng cọc băng hất tung nó thì nó lại phản đòn làm choáng ngược. Vãi. Xui thật sự ạ. Nó là cái xui của sao cho Mông mà nó là cái hên của Fiora anh em nhé. Rồi là hơi khó khó rồi ha. Bên kia Nidalee với cả Koki xanh quá trời, thêm con Vayne late game với Lulu nữa. Đồng đội thì có vẻ là hơi mủ, Brand ra dọn lính nhưng mà Fiora thì đang cố gắng bảo khiên trụ. Mất hết trụ ngoài rồi anh em, mất hết 5 trụ ngoài rồi. Chỉ có sao cho mọi người ăn được 2 trụ đường trên và một trụ đường dưới của Ezreal ăn được mà thôi. Thế trận thế này thì thôi đẩy lẻ đi gánh team thôi, dựng cọc băng hất Lulu ngược trở về, cắn quỳ. Nidalee nhìn Lulu bị đấm nhưng mà bắt buộc phải chạy mà thôi, làm được gì bây giờ đây. Tốc biến lên nhưng đối phương còn khổng lồ hóa, tiếp tục kích quy và cắn thẳng vào người đối phương, một mạng cho sao cho mừng rồi. Tập này Nidalee dám bơi vào đây hay không? Không cần đến chiêu cuối anh em nhá. Bot mất luôn trụ bảo vệ nhà lính ạ. Ezreal làm cái gì đây? Cái gì có đến tay thôi thì trụ này ăn luôn. Đây là cái trụ thứ ba mà sao cho mừng khai thác được ở ván này rồi. Tiết kiệm tạt phá hủy diệt nhưng mà Nidalee đang có ý định đánh ở dựng cọc băng cắn luôn. Fiddlestick chiêu cuối có hoảng sợ, tung chiêu cuối rồi sát thương. Fiddlestick có mạng rồi. Đánh tiếp hay không đây? Koki dịch chuyển ra còn thảm lửa Valkyrie cố gắng bỏ chạy. Sao chơi băng thì chưa có nhiều kháng phép lắm nên là tạm thời giật ra một nhịp. Ôi Vayne lao lên bắn với chiêu cuối thời khắc cuối cùng rồi, sau đó là một tiếng Nico fake lính hay, hay bạn ơi, hay. Brand đã có một tình huống dồn sát thương ở trở lại rất tốt cùng với Sao chơi băng và Nico đã có pha fake lính hay để bắt chết được vị trí của Vayne. Sao chơi băng có mạng thứ 8 rồi anh em ơi, ngon rồi. Và Koki 235 CS sau 22 phút là cũng hơi căng nha. Còn Koki bên kia nó khỏe anh em à. Sao cho mừng vì không có kháng phép này không đánh lại Koki được. Nó có khả năng thả diều nữa. Chưa bù tiến công, có bù tiến công thì sẽ có thêm kháng phép nhưng mà ở cánh để lẻ thôi. Còn đi chung stick lại đánh nhau với đồng đội thì nó sẽ mất nội tại của bù tiến công anh em nhé. Koki đã có tầm nhìn của sao cho mừng. Dưới chân đó là hai bùa. Và Koki thời điểm này nó cấp độ 14 rồi. Không yếu tí nào. Thôi về đóng bùa tiến công thôi anh em ơi. Đối phương có thể ăn Baron hoặc là cướp bùa đỏ. Đối phương cướp bùa đỏ. Fiddlestick có một tiếng hoảng sợ thành công, bị câm lặng và đó là một tiếng Koki vẫn lướt đi chạy cái gì đây, gõ liên tục vào đầu 750 tiền shut down Baron thôi anh em ơi. Tầm này cầm con Chandle có Baron đầy lẻ thì nó lại tới nóc luôn. Bắt lẻ thành công được thằng gọi là xanh sao nhất bên phía bên kia và vẫn còn dừng đối phương dựng cọc băng lên cắn quy, chiêu cuối còn, tốc hành còn. Đồng đội ở hơi xa, Nidalee lao thẳng vào và đó là một tiếng bị phía bởi Fiddlestick lên bản điểm số là chắc rồi. Trời rất dại, kích tốc hành lao lên đánh hạt thông nổ cắn quy làm chậm hay đánh tay thôi, dựng cọc băng đối phương kết án vẫn làm chậm được.
Bật sẵn cái quy cắn quy đánh tay, đánh tay, đánh tay, đánh tay. Mày đi đâu? Không hồi kịp máu. Bị con Vayne shutdown rồi. Không sao anh em ơi. Tình huống trao đổi có lời với 1 đổi 4 về mạng hạ gục, cùng với đó là một con Baron. Sochamon sẽ không hồi sinh kịp để đón đợt lính khu đứng dưới và phòng thủ trụ cho đồng đội. Back về với Baron thì có kịp hay không? Nhanh trước khi Fiora ăn Mega anh em ơi. À mà thôi, mất Mega cũng được. Mất Mega không vấn đề. Cái Mega này Sochamon đẩy thẳng xuống khu đứng dưới là đẩy tới Mega đối phương luôn đó. Brand thảy luôn chiêu cuối nhưng Fiora phản đòn làm choáng tốt. Có mạng của Fiora gỡ gạc. Thôi thì chấp nhận mất Mega. Hai bên phía bên kia thì Koki giải thảm lửa Valkyrie được cường hóa và khiến nó fit đồ cực kỳ yếu máu rồi. Nico không có đủ sát thương với tình huống pháo hạt. Quá đen rồi, tốc biến xoắn chói trúng và có mạng cho Nico. Hơi tốn thêm cái tốc biến nữa. Ok, lúc bị thì farm căng nhờ. Koki vẫn farm bằng thời gian và xem chỉ số lính là khoảng chừng 109 CS trong cái lobby này. Nó có thể là mức rank bạch kim kim cương của mấy chủ siêu cấp anh em. Bên kia có một Nida xanh với mũ phù thủy nhưng mà con Fiora thì đang 0-7, hơi yếu. Brand có mặt nhưng mà Sochamon sẽ phải là người đi trước. Rồng đã thuộc về Nidalee, quyết định giật về farm Megabot. Tầm này con Shadow này defend được Megabot thoải mái, thậm chí là đẩy cái Mega này lên luôn đó. Với lượng trang bị như thế này, với cái bộ tiến công nữa. Đó, Thiên Vương trì không thành vấn đề. Nó sẽ bị chậm khả năng đẩy đi một chút thôi, không phải là vấn đề quá lớn anh em nhé. Fiora TP tiếp tục áp lực đẩy cánh. Một Fiora thu đường nhưng mà dịch chuyển nó vẫn áp lực rất là nhiều. Sao chúng ta quyết định về với 700. Hiện tại tầm nhìn khu đường giữa đang bị thiếu rất là trầm trọng bởi vì mất trụ 2 rồi anh em ạ. Mất trụ 2 là lượng tầm nhìn đường giữa nó rất là ít ỏi. Và vì không có tầm nhìn đường giữa như vậy nên là cũng không dễ dàng đẩy cánh được. Chừng nào mà thấy 3-4 thành viên đối phương đường giữa mới dám đẩy cao khu đường dưới. Nhìn đường giữa tối tầm nhìn thấy là về luôn rồi. Lấy được Banshee nhưng mà không có khả năng tiếp cận à. Vẫn phía được này. Fit đồ stick bão quạ sang kẹt cứng ngắc trong cái cọc băng của Sochamon. Và sau đó bắt buộc phải tốc biến chạy đến từ vị trí của Nidalee. Chưa giết được nổi rừng đối phương nhưng mà không sao, lấy được cái tốc biến là ok rồi. Sochamon sẽ muốn đối đầu trực diện với Fiora cánh để lẻ anh em nhé. Tầm này không có cửa. Không có cửa cho Fiora solo kèo này. Cấp độ 15 đến từ Fiora. Dựng cọc băng lên. Bật chiêu cuối phản đòn tới từ Fiora. Sochamon giật ra một nhịp. Rút kinh nghiệm không dùng chiêu cuối sớm vì dùng chiêu cuối vào cái phản đòn là rất dở anh em nhé. Cắn quy không được, mid animation dựng cọc băng đi sao, đối phương quy đi đâu rồi. Không dí nổi, không có tốc hành, không có tốc biến dí không nổi anh em ạ. Nhưng mà đứng dưới team bắt lẻ được thành công hai xạ thủ đối phương với double kill dành cho Ezreal. Fiora tính làm gì đây? Và cướp bùa đỏ à bạn? Bùa đỏ của bạn đó ha. Nidalee ạ, Nidalee đang cướp bùa đỏ, dựng cọc băng lại bị kẹt cứng ngắc trong cái cọc băng này rồi, mất Banshee. Và đó là tiếng Nico lao vào lướt đai tên lửa. Mày lướt đi đâu? Bỏ con bùa đỏ ra. Thằng tiếp theo, Fiora lại chạy rồi. Tốc biến cắn quy làm chậm thành công đối phương quy thì dựng cọc băng lên cắn tiếp. Mày đi. Quét sạch rồi anh em ơi. Liên tục vào đầu. Ai mới là chùm đầy lẻ ở đây? Zamba con Fiora. Con Fiora nó hơn con Shadow ở chỗ nó cơ động lắm anh em ạ. Fiora hay là Jack. Cực kỳ cơ động. Nhưng mà cơ động thì chạy được thôi chứ còn PK thì chắc chắn là chết. Quả vừa rồi cướp bùa đỏ xong thậm chí là không chạy nổi. Mà mấy quả dựng cọc băng gần đây của con Shadow này cháy ha. Dựng cọc băng toàn là kẹt cứng ngắc không di chuyển nổi anh em. Pha này giật về nhưng mà không còn dừng để farm, quyết định back về luôn. Trụ 2 đường dưới vẫn còn, đó là cái trụ ngoài cuối cùng bên phía của team 1. Còn trụ ngoài của team Sochamon thì mất sạch, thậm chí là mất luôn cả Megabot. Ván này thì đồng đội bắt đầu khỏe dần rồi. Đầu trận thì có vẻ hơi lùng lục một chút nhưng mà đến thời điểm này thì bắt đầu khỏe khỏe rồi anh em nhé. Có tí sát thương rồi. Nico 2-3 số sách rồi. Every về nhà chắc là đóng thêm cái thương phục hận. Quả này thì thôi chờ fit đồ ăn bùa đỏ xong mình lấy bùa thôi. Đây là lý do vì sao Ivern được buff tại 13.11 này anh em này. Cái cơ chế xe bùa thời điểm này nó khiến Ivern đi rừng nó bị mất giá trị của nó. Bám cánh đẩy lẻ với tốc hành, tốc biến thì chưa hồi lại kịp đến từ Sochamon. Về bên phía bên kia thì nó sắp 3 đồ rồi. Megabot thì nó vẫn đang giả dích nó đẩy chậm. Và cần người về defend vì Sochamon đã chuyển hộ khẩu lên cánh trên rồi. Nhiều đồ rồi ha. Tập này lơi ra một nhịp nó cắn hết trụ đây anh em ạ. Nó cắn sạch trụ luôn á. Bùa xanh này thì thôi nhường lại cho Nico đi ha. Mình có nước mắt phun số rồi. Năng lượng 1.900 là quá là dư rồi.
tranh thủ farm thêm bãi cóc lấy kinh nghiệm và lấy thêm tí tiền. Đối phương bắt đầu kéo người lên cánh trên để phòng ngự đợt lính mà Sao Trâm Vương đẩy vào. Bắt đầu đối phương dành sự quan tâm nhiều hơn ở cánh mà Sao Trâm Vương đẩy lẻ. Còn Nico thì sao? Không phản xạ kịp với phản đòn và Fiora bị CC liên tục rồi. Còn W đến từ Fiora, kích điểm yếu, kích chiêu cuối chạy đến từ Fiora mà thôi. Đối phương có hơi đông thành viên và Sao Trâm Vương lúc này chưa có giác thiên nhiên, kháng phép đang hơi ít. Vì đi chung với đồng đội nên là nội tại mũi tiến công cũng không còn nữa. Fiddlestick thì dọn một đợt lính khá là chấm hỏi khu đường dưới á. Tình huống vừa rồi Fiddle sợ là đồng đội sẽ team pha nên là bỏ đợt lính cực kỳ xấu để lên cánh trên. Và Fiddlestick đang tính bắt con Vayne khu vực đứng giữa với bão quạ. Và lần này Fiddlestick đã thành công trong việc bắt xạ thủ đối phương với tình huống Fear. Và lượng sát thương tới từ Fiddlestick nó khiến cho một Vayne đã bay màu. Dựng cọc băng nhưng chỉ làm chậm đối phương mà thôi. Vayne không biết là đã có đao tím hay chưa nhưng mà sát thương phép đến từ Fiddle thời điểm này thì nó là quá rác rồi. Đội hình late game cũng là khá mạnh tới từ team của Sao Trâm Vương. Di chuyển ra khu vực giữa đón wave, mặc dù bị cocky poke một tí của Venida nhưng mà hút máu lại thì nhanh thôi. Lấy được thảm lửa Valkyrie cắn lấy tốc biến của Lulu tung chiêu cuối, cắn Q sát thương là chưa đủ, Sao Trâm Vương yếu rồi. Thôi về anh em ơi. Hơi đau đấy nha. Quả vừa rồi đồng đội có định hỗ trợ nhưng mà thực ra là Ezreal đến để heal cho Sao Trâm Vương về thôi. Chứ tình huống xuất hiện đến từ Ezreal của Brand nó hơi bóp cái nội tại mũi tiến công một tí đấy nhá. Thôi thì về đóng thêm đồ cuối cùng với dược phẩm cứng cáp để. Ôi, dược phẩm cứng cáp anh em ạ, nhầm dược phẩm phẫn nộ anh em, không phải là dược phẩm cứng cáp rồi. Một ván đấu với một con Trundle rất nhiều sát thương. Rồi, cho xin cái tuổi con Fiora này luôn. Ê, đối phương TP để 2 đánh 1 ạ. Đối phương TP làm gì đây? Còn Baron anh em ơi, hút máu lại cái đã. TP với gói hàng, sau đó thì sao? Big Bomb trượt. Dọn lính đến từ Sao Trâm Vương, đối phương bị kẹt lại một cái cọc băng nó kẹt cứng ngắc rồi. Chiêu cuối sắp kịp hồi lại từ Sao Trâm Vương đi bộ lên. Nico tung nổ hoa vào lính ạ. Sao Trâm Vương bị kích chiêu cuối đại thử thách. Nhưng mà lại nhìn lại tung chiêu cuối vào người của Fiora, cái cocky nhở. Làm sao đây? Kìa. Sao vẫn chết vị trí của Nico ấy nhở? Quả vừa rồi là chiêu cuối Sao Trâm Vương dùng lên con Fiora, con cocky đây anh em. Dùng lên con Fiora. Nhưng mà lại dùng vào phản đòn rồi. Lại dùng vào phản đòn rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao anh em nhé, đủ trâu để sống, chỉ có Nico thì trâu bò đánh nhau rồi mới chết. Mất sách trường mấy dai tương đối an ổn đến từ vị trí của Nico. Còn ngưỡng máu thấp không phải là vấn đề đối với con Trundle này, hút máu lại mấy hồi. Có kia dịch chuyển gói hàng nhìn có vẻ là khá ban căng đấy. Nhưng mà không ăn thua, tầm này có kháng phép rồi anh em ạ, không sợ. Tiếp tục đẩy cánh farm thêm rừng và sau đó là một tình huống tiếp cận nhà chính đối phương hay như thế nào đây. Lợi thế là 5-4, nhầm 4-3 trên toàn bản đồ. Nhưng mà con Trundle không dịch chuyển anh em nhé. Kìa, sao mất Baron rồi? Bên kia ăn lén Baron thành công với chỉ 3 người với sát thương đến từ Vayne. Ây à, pha này lại chưa có tốc biến và tốc hành để PK. Chiêu cuối thì hồi lại rồi, tôi nghĩ là không phải vấn đề đối với Sao Trâm Vương nếu mà solo 1v1 với con Vayne phía bên kia. Nếu như có tốc biến và tốc hành. Chỉ là không có tốc biến tốc hành thì nó đủ lắm. Nó chúa đủ luôn á. Nó cũng giống như những con, tất nhiên là Sao Trâm Vương đã từng đánh rất là nhiều đấu sĩ khu đường trên cũng dạng dạng như thế này. Ví dụ như là con Darius chẳng hạn. Nó con cũng rất là lù đù. Về bán giày lên giày gì đây? Lên giày thủy ngân nhưng mà không kích lại dược phẩm. Lên thêm một cái giày thủy ngân và đi đẩy lẻ một game đấu cũng là khá căng. Mặc dù đang là một lợi thế cho team Sao Trâm Vương nhưng mà đối phương vừa ăn được Baron và không có Baron thì rất khó để có thể đẩy lẻ. Lượng sát thương tới từ Trundle nó sẽ bị chậm đi rất là nhiều trong việc dọn lính khi mà đối phương cầm Baron. Nhưng Fiora này là Fiora không có Baron. Đẩy cao ha. Cắn Q dính đại thử thách, dính thêm một tình huống phản đòn bị làm chậm. Sao Trâm Vương tiếp tục dấn lên. Đầu tư tốc biến cắn Q hay không? Không. Giữ tốc biến lại PK pha sau anh em nhé. Đấy là chiêu cuối Fiora. Fiora chạy được. Đồng đội thì đang cố gắng defend khu đứng giữa và không nên giao tranh. Đối phương đang cầm Baron. Thôi đứng giữa đánh an toàn dọn lính thôi nha. Đánh thủ thôi nha. Cố gắng giữ lại cái nhà chính là được. Kể cả tầm này mất Mega không vấn đề anh em nhé. Rồi Fiora có định chặn lính đúng không? Chặn lính đúng không? Rồi đọc não Fiora. Fiora đi qua tầm nhìn bị Sao Trâm Vương đọc não. Sau đó thì sao? Tộng biến sang cắn Q liên tục. Sát thương là liên tục vào đầu và sát thương đến thì chiêu cuối đốt. Nó đủ để khiến Fiora lên bảng đếm số. Có tầm nhìn Fiora biết rằng Fiora sẽ chặn lính. Nó chặn lính nó chạy được đấy anh em nhé. Nó chạy lên bảng đếm số. Chết con Fiora lúc này thì nhà lính khu vực đứng trên nó sẽ là như thế nào đây? Bên kia về nhà kịp hay không? Cái tốc độ phá nhà của Trundle là cực kỳ nhanh, cái trụ bốc hơi cực kỳ nhanh và sau đó thì Sao Trâm Vương
đi bộ về, chưa kích hoạt tốc hành, quay lại gõ luôn. Không đeo à? Cảm giác là Vayne không muốn chơi nữa. Nida thì hơi dướn rồi, Đức vào chạy về kiểu gì đây. Đồng hồ câu giờ tới từ vị trí của Nida Lee. Sau đó là một tiếng Vayne xuất hiện, gõ nhưng sắc thực là chưa đủ. Sao cho mừng còn tốc hành nhưng không cần phải dùng. Nida Lee chơi dài lại mất tài nguyên rồi. Có Nico phía sau, sao cho mừng tốc hành chạy nhưng Vayne bắn hơi đau ấy à. Con Vayne tàng hình lên anh em à. Ui cha, hơi lỗi rồi. Lỗi tôi. Con Vayne nó lên, nó tàng hình lên không thấy anh em à. Nhưng mà đồng đội đường dưới đang gỡ. Gỡ được trụ hai đường dưới là ngon rồi. Trước đấy thì đồng đội cũng đã bắt được Corki. Hơi lỗi sao cho mừng rồi. May là chưa mất mục tiêu anh em ạ. May là way top và way bot, way mid đều cao, nên là không bị mất mục tiêu như là trụ hay là mega, hay là không có mục tiêu lớn như là rồng hay là baron để cạnh tranh. Vẫn chưa có mega nào ha. Một game đấu đầy lẻ cũng đầy khó khăn khi mà đội hình bên phía bên kia bắt đầu kéo lết rồi. Với hai spell đang không còn như thế này thì cũng hơi khó để team fight khi mà late game Vayne nó bắn cũng là cực kỳ đau. Vừa rồi các bạn thấy cái lượng sát thương đến từ Vayne nó nhiều đến như thế nào. Vì căn bản sao cho mừng không có giáp. Không có giáp anh em, không phải có giáp. Vô tiến công thì vừa rồi đứng kế bên Nico. Người không một manh giáp nào, Vayne nó bắn thời điểm này là rất đau rồi. Cả sát thương vật lý đã sát thương chuẩn. Tiếp tục đẩy lẻ ha. Nếu như kéo quá dài ván đấu này về late game, tôi không biết là con trang đồ Fiora solo ai thắng đấy nha. Con Fiora tầm 5 đồ nó hơi căng á. Nhiều khi là con Fiora sẽ win nếu mà để ván đấu kéo quá dài. Vì sao cho mừng bắt đầu đứng đồ rồi. Đồ này thì sao cho mừng đã bị đứng đồ rồi anh em ạ. Có muốn bán thì chỉ có bán giày thôi, nhưng bán giày thì không hay. Đường trên đối phương đang không còn trụ bảo vệ nhà lính mà lại kéo ra để teamfight ở tại mục tiêu lớn. Tầm này thì có thể teamfight thắng đi chăng nữa cũng sẽ mất mega mà thôi. Nếu như không teamfight thắng với endgame thì chắc chắn là bị con trang đồ endgame rồi. Rừng đã bị solo kill bởi Nida Lee, sao cho mừng tiếp cận và có được mega đầu tiên. Ở trong ván này, Fiora ở nhà để dọn lính. Và rồng thì đã mất vào tay rừng đối phương rồi. Fiora kích hoạt chiêu cuối lao lên tấn công nhưng chỉ kích hoạt được một điểm yếu từ đại thử thách. Bị sao cho mừng trả đòn lại và sao cho mừng đang bị trụ trả sát thương cũng là tương đối đau. Kích chiêu cuối lấy chỉ số. Nhưng mà sát thương đốt đến từ chiêu cuối nó khiến cho sao cho mừng đã bị trụ bắn trong tình huống vừa rồi. Tình huống này thì chắc là ăn được một trụ bảo vệ nhà chính, sau đó thì hút máu. Cố dướn hút máu lại và sau đó thì lên bảng đếm số mà thôi. Về anh em, về ở kia. Cái gì nhở, team này nó như sao nhở. Sao chơi mừng đã về nhà kéo 4-5 thành viên đối phương lên rồi. Team vẫn đâm đầu ra mid và chết. Tổng cộng là 3 mạng người ạ. Ở kia. Đối phương tiếp tục đẩy tiếp. Và lúc này chỉ có một mình Fiddlestick ở lại mà thôi. Fiddlestick tung chiêu cuối clear lính đấy bạn ơi. Clear lính, lính. Có Banshee gồng chiêu cuối dọn lính là được. Dọn lính đồng hồ là được. Rồi, có mạng thì tốt, không có mạng thì thôi. Có mạng với tình huống cung ánh sáng đến từ Ezreal. Vayne lao lên tấn công tay đôi với Ezreal. Nhưng sau đó bị Ezreal trả đòn và lên bảng đếm số. Hay rồi anh em ơi. Chưa thua. Hay quá Fiddle ơi. Fiddle làm quả dọn lính rất tốt. Để câu giờ sau cho mừng hồi sinh cùng với Brand. Và là tình huống 2 đổi 2 nên là bây giờ giao tranh thoải mái. King of Trone đã trở lại rồi, dí các trò đồ từ nhà đến trường luôn các bạn, dí các trò đồ luôn. Nó thảm lửa Valkyrie chạy. Tiếp tục tốc hành dí theo hết đớp chưa. Dựng cộng băng bị đẩy ngược trở về, cắn quỳ có Nida phía sau. Vờn thằng Corki trước, đấm thằng Nida sau, Nida bỏ chạy sau khi thấy đồng đội lên bảng đếm số rồi. Tốc hành được gia tăng thêm thời gian, tiếp tục W lên, tốc độ di chuyển là cực kỳ cao với hơn 600 tốc độ di chuyển, tung chiêu cuối cắn quỳ đánh tay. Shutdown. Quyết định là Baron hay là đẩy thẳng vào khu vực nhà chính đối phương đây. Vayne cùng Fiora sắp hồi sinh rồi anh em ạ. Vayne cùng Fiora hồi sinh rồi nên là không end game được. Một mình Lulu nó vẫn có thể câu giờ để Vayne cùng Fiora hồi sinh thôi. Sẽ là tình huống ăn Baron cho nó an toàn. Chưa thua anh em mất một trụ ở vệ chính rồi. Bên kia cũng đã mất một trụ ở vệ chính rồi. Ok, 3.700 về đóng cái gì đây? Mất cái tốc hành rồi nha, chưa mất cái tốc biến nhưng mất cái tốc hành rồi. Để xem là mất tốc hành thì khả năng tiếp cận những xạ thủ đối phương sẽ là như thế nào với Corki cùng với Vayne tay rất dài. Tầm này solo 1-1 bắt lẻ thì thoải mái, không sợ bố con thằng nào nhưng mà đánh team fight 5-5 thì hơi mệt nha.
ăn một quả hóa cóc của Lulu là về nó bắn hơi mệt à. Bot đang là Tàn Mega, mid hóa. đang là Mega. Sao Shaymer bắt buộc phải defend một Mega tại khu vực cánh dưới. Đó chính là khu vực đường dưới. Nhưng với Baron cùng với lượng trang bị hiện tại cầm thêm búa tiến công Hắn mới có thì nhanh TP thôi. là tàn hóa để bà binh diện cái chim này à. Chỉ là đội đường giữa đánh nhau kiểu hâu hâu thôi, Mình đừng chiến đừng đánh trận tàn Odin. hóa dưới gì Đánh à. kiểu đánh lùi thôi, Ezreal đánh lùi Chưa được chiến mà. đấu mình chắc là chưa là gì là. Đối phương cũng đâu phải là đội hình mở quá mạnh với Vayne, Corki hay là Nidalee đâu. Nó là Corki tàn bị hóa bắt khu vực sao đường à? giữa rồi. Thua rồi. Chân đấy. Đường trên Chân đấy đang là thua một rồi. tình huống Fiora cố gắng phá Thiên Vương Chùy nhưng mà con Fiora tiếp cận Thiên Vương Chùy phá nó cũng khá mất thời gian. Corki bị bắt lẻ, một tình huống bắt lẻ cực kỳ hay đến từ team của Sochamon và có lẽ là một tình huống chiêu cuối đẹp đến từ Cái Fiddlesticks này hoặc của là anh một chiêu lại cuối bảo thay mà. ở dạng fake. Con lính đấy từ Nico sẽ là bao nhiêu thứ nằm xuống cho tình huống nằm xuống của Corki đây. Một trụ bảo vệ nhà lính, một cái nhà lính dành cho Sochamon. Đứng giữa có lẽ cũng sẽ có Mega dành cho Brand nhưng mà Sochamon chưa về được. Tần này về là đồng đội Teamfight thua là mủ luôn đấy nha. Tần này mà thua Teamfight là đối phương èn ngược đấy nha anh em nhá. Dựng cọc băng cố gắng đẩy đường và rút lui nhưng mà bên phía bên kia thì sao? Nico solo với Fiora có vẻ không lại, Sochamon phải về. Về với Baron thì về được, Fiora bị solo kill, Sochamon quyết định ngắt bấm B về. Nhưng sau đó thì Nico cũng đã phải lên bảng đếm số rồi. Sochamon lùi vào nhà chính đối phương gõ nhà rồi anh em, tốc biến phá nhà rồi. Phá nhà thành công mà không cần đến lính ạ. Một trụ về chính cuối cùng đã nằm xuống và Sochamon có một tình huống bách đo thành công khi mà đối phương quá tham team fight. Sao? Sao? Vên có mạng của Brand rồi sao? Bốn thằng Titan chết hết rồi sao? Team chất sạch rồi anh em, team chất sạch rồi. Nhưng mà Sochamon nhìn ra thấy một con đường để tiếp cận nhà chính đối phương. Cái trụ ở nhà chính nó không an toàn tí nào. Bên phía team một nhìn cái trụ ở nhà chính, nghĩ là Sochamon sẽ không end game được. Quyết định tràn ra khu đường giữa PK. PK win. Ông win team fight nhưng tôi cho tôi xin cái nhà của ông. Ok chưa? Múc rank bạch kim hà đánh khá căng ha. Để xem sao cho replay cái gì nào. Replay tình huống cuối cùng lúc mà con Fiora solo với Nico và một đổi một. Một đổi một và sao cho mừng thấy là replay cái gì đây? Bấm B về và thấy Fiora chết nữa, không khỏi về luôn, khỏi về luôn. Bên kia bên kia sổ lên bắt lẻ anh em ạ. Ha về bắn ác ha. Bắn 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 ha. Nidalee nhìn đúng cay luôn. Nhìn Nidalee đúng kiểu là cay cú bất lực luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án channel siêu đầy lẻ của Sochamon. Tiếp tục là giao án channel đầy lẻ ha. Đây là một giao án mà anh em cũng có thể học tập. Là trận đấu với mức rank cao hơn một chút so với trận đấu gần nhất mình làm về cái giao án channel này. Nó vẫn hữu dụng anh em nhé, chỉ cần một con lính vừa rồi thôi là đủ để Sochamon có thể lấy được trụ và vệ chính đối phương rồi. Và sau đó end game trước sự bất lực đến từ phía của team 1. Hẹn gặp lại anh em ở những giao án khác nha. Bye bye.